Chào các con học sinh lớp 3. Các con học sinh yêu quý, môn tập làm văn lớp 3 tuần 3 có một bài tập nội dung như sau. Em hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen. Bài tập yêu cầu các con kể về gia đình cho một người bạn mới, mới đến lớp hoặc là mới quen hoặc là bạn thân. Các con chỉ cần nói từ 5 đến 7 câu giới thiệu về gia đình các con. Vì thế, cô cho các con chuẩn bị trước ở nhà. Thế sau đây, cô đọc cho các con đoạn văn của một anh học sinh cũ của cô năm học trước. Anh ấy kể rất tỉ mỉ về gia đình mình. Các con tham khảo nhé. Chào bạn Minh, thật vui khi mình và cậu là bạn thân của nhau. Mình sẽ kể cho cậu về gia đình mình nhé. Gia đình mình có 7 người, đó là ông bà, bố mẹ, mình và hai cô em gái đáng yêu. Gia đình mình rất yêu thương nhau, ai đến cũng phải tấm tắc khen gia đình mình thật hạnh phúc. Ông bà mình năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ông tuy đã về hưu, nhưng hàng ngày ông vẫn trông nom cửa hàng cho bố mẹ. Còn bà luôn bận rộn dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ba anh em chúng tớ. Bố tớ rất vui tính, năm nay 36 tuổi, giám đốc công ty Trường Hưng. Tuy công việc bận rộn, nhưng bố đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, nhưng bố vẫn dành thời gian để đưa cả gia đình đi chơi cuối tuần. Mẹ mình bằng tuổi bố, ai cũng khen mẹ đẹp và trẻ. Mẹ rất đảm đang và khéo tay. Cả nhà ai cũng thích món mẹ ăn mẹ nấu. Mẹ chăm tập thể dục nên dáng vóc của mẹ rất uyển chuyển. Mình là anh cả, năm nay học lớp 3, trường tiểu học Đền Lừ. Sở thích của mình là chơi bóng rổ. Sau mình là em gái Hồng Ngọc, em mới học lớp 1 cùng trường mình đấy. Còn Hồng Đào là em gái út của mình, năm nay em 4 tuổi, học trường mầm non tuổi thơ. Đào xinh xắn và đáng yêu lắm. Được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mình thấy rất hạnh phúc. Mình rất thích những ngày nghỉ, cả gia đình cùng nhau đi chơi. Khi nào được nghỉ, mời cậu qua nhà mình chơi. Cậu sẽ thấy mọi người trong gia đình sống rất hòa thuận và yêu quý nhau. Mình rất yêu quý gia đình và tự nhủ phải học thật tốt, được thật nhiều điểm tốt để hôm nào gia đình mình cũng vui. Đoạn văn kể về gia đình mình đến đây là hết rồi. Chúc các con hoàn thành tốt bài tập. Cô chào các con!